cách đăng ký trên trang DFU và mua giấy phép Split. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết cách đăng ký trên trang DFU và mua giấy phép Split. Hãy vào trang web DFU, bạn sẽ thấy nút đăng ký sai cấp ở góc trên bên phải. Hãy nhấn vào đó. Cửa sổ đăng ký Smart Pass sẽ mở ra, việc đăng ký được diễn ra trong hệ thống này. Hãy điền vào mọi thông tin cần thiết, email, mật mã, xác nhận mật mã, tên, họ, quốc gia mà bạn sinh sống. Sau khi điền xong, bạn cần xác nhận chấp thuận với các điều kiện sử dụng. Hãy đọc kỹ và nhấn chọn vào ba ô bên cạnh các mục tương ứng ở bên phải màn hình. Hãy chú ý tên người bảo trợ sẽ được hiện trên các điều kiện sử dụng. Nếu nó không trùng với tên người đã mời bạn tham gia, hãy hỏi lại link giới thiệu đúng của người đó. Hãy nêu email thực sự hoạt động của bạn khi đăng ký. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên ghi lại mật khẩu ra giấy và lưu ở nơi an toàn để không mất quyền truy cập vào tài khoản. Sau đó, hãy nhấn nút sign up. Nếu bạn làm mọi thứ chính xác, thì trên màn hình, bạn sẽ thấy thông báo về việc đăng ký thành công và cần xác nhận email của bạn. Để xác nhận email, hãy vào hòm thư đã điền khi đăng ký, tìm thư từ Smart Team. Nếu bạn chưa thấy thư trong hộp thư đến inbox, hãy kiểm tra thư rác spam. Trong thư, hãy nhấn nút confirm email. Xong, bạn đã đăng ký thành công vào Smart Pass. Để chuyển sang trang DFU, hãy nhấn nút Go to DFU. Hãy truy cập trang web DFU, nhấp vào nút Sign In ở góc trên bên phải và đăng nhập. Bảng điều khiển sẽ mở ra. Khi cuộn xuống, bạn sẽ thấy danh sách các giấy phép khả dụng để mua trong phần Split Licenses. Hãy lựa chọn giấy phép phù hợp cho bạn và nhấn Purchase, mua. Một cửa sổ được mở ra, trong đó bạn cần chọn phương thức thanh toán. Hãy chọn Antima, xác nhận đồng ý với các điều kiện bằng cách đánh dấu chọn và nhấn nút Purchase, mua. Trong cửa sổ được mở ra sẽ hiện số tiền bằng Antima và địa chỉ ví cần chuyển số tiền đó vào. Địa chỉ này cũng có thể truy cập thông qua quét mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Xin vui lòng gửi chính xác số tiền mà bạn thấy trên màn hình. Chờ thông báo thanh toán. Bây giờ, cần kích hoạt giấy phép. Để thực hiện việc này, hãy vào phần menu My Licenses, tìm giấy phép đã mua và nhấp vào nút Active Ad. Nếu bạn muốn xem lịch sử kích hoạt, hãy chuyển đến thẻ Activation History. Nếu còn thắc mắc, bạn luôn có thể đặt câu hỏi tới bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.